Đây là cái cách kiểm tra cái bình ga trước khi mà mình đi bơm để coi là nó có bị xì hay nó bị rò rỉ chỗ nào không. Thì tại vì cái này là khí này nó cũng áp suất nó cũng cao, nên khi mà mình đi mình va chạm á thì những cái ron ở đây nó có thể bị lệch và đồng thời khí nó xì ở đây. Thì nếu mà mình không biết á thì nó sẽ gây ra thất thoát khí rất là đáng tiếc. Thứ hai là những cái mối nối do mình xài một thời gian lâu hoặc là cứng như thế nào đó cũng có khả năng là nó bị xì mà mình không biết thì nó sẽ phát. Đây là cái cách mà hướng dẫn mà kiểm tra trước khi ta vùng bơm. Đầu tiên là tốt nhất là mình nên tháo cái này ra luôn, chừng nào mình xài mình mới gắn vào cho nó chắc chắn. Mình sẽ mở cái van đùng lên đó, và mình sẽ gắn cái này vô và mình chỉnh cái áp tầm khoảng 1 kg đi. Áp này 1 kg rồi sau đó mình khóa cái này lại và mình tháo cái này ra hết, tháo ra luôn. Rồi mình để trong vòng 15 phút mình xem nếu cái này mà nó giảm về không, có nghĩa là từ cái khúc này tới cái cần gạt nó sẽ có một chỗ nào rò rỉ, thì mình kiểm tra lại những cái mối nối rồi nó rò rỉ chỗ nào, gắn chặt lại kiểm tra mấy mối nối coi nó có rò rỉ chỗ nào không, thì sau đó mình tiếp tục mình kiểm tra lại coi nó có hết hay không. Còn cái đồng hồ này nếu mà sau 15 phút nó giảm về không, có nghĩa là từ cái van bình cho đến những cái mối nối của cái van nó sẽ có vấn đề, thì nó sẽ bị có hệ phần nhiều là bị xì đây, còn chỗ này khi nào mà làm rớt làm ngã thì nó có thể là nó bị xì đây thôi. Còn nếu bị xì đây thì lấy một cây non tháo ra, lấy một cây non quấn chặt rồi sau đó là siết cho nó chặt và kiểm tra làm một lần nữa coi nó có xì hay không. Nó không xì, hai cái đồng hồ đều không có bị giảm về không thì mình an toàn, thì mình cứ yên tâm mình đi bơm bình thường. Còn nếu giảm về không thì phải xử lý. Đó, thì sau khi kiểm tra xong thì mình mở bình ga này ra và mình gắn lại cái này và mình gắn cái xi lanh vô để định lượng cho nó, định lượng lượng khí cần bơm, và sau đó mình cầm mình đi bơm. Cái đầu nút nó nhỏ quá. Đầu này là đầu 3 ly thôi. Đá 3 ly mấy à? Đầu nhích lên nhẹ. Bắt đầu mình có cái xi lanh để mình kiểm tra. Cái đầu này nó nhỏ. Với những cái cây kiểm tra định lượng là bao nhiêu ml. Rồi sau đó đúng cái định lượng bao nhiêu lít thì mình bắt đầu mình đi bơm. Sau khi bơm xong, mình về mình khóa bên này chặt lại. 6 ly à? Rồi mình tháo cái này mình bỏ ra ngoài luôn. Cái này đâu được đâu. Đó, để cho đỡ quên. Còn cái trường hợp hay hư hỏng nhất là mình không biết cái này chưa mở mà mình gắn cái này vô sâu hết cỡ và sau đó mình không thấy cái đồng hồ này nhảy lên, mình mở cái này ra một cái đồng hồ này nó nhảy lên quá cao, dẫn tới áp suất trong đây quá cao, dẫn tới hư đồng hồ và đồng thời nó sẽ hư luôn cả cái làm cho cần gạt nó bị rò rỉ khí, nên cái chuyện đó rất là quan trọng, nên phải chú ý là cái việc đó là không bao giờ vặn cái này trước khi mở cái này, phải mở cái này trước, phải tháo cái này trước ra, ra hộp lỏng tháo ra ngoài luôn, mở bình ga trước rồi sau đó chỉnh cái này sao.